Tập 15. Võ Tòng đánh hổ trở thành con hổ đánh Võ Tòng. Tiểu nhân nghĩ cô Lâm cố tình làm cho thiếu gia vui nên mới dễ như vậy. Đấy, đó chưa chắc đâu. Ta nghĩ là con hổ đó không cam tâm. Người không thấy sao? Hai người liên tục đánh ra phía sau cánh gà luôn, làm cho sau cánh gà náo loạn hết. Có lẽ cổ có thù riêng với con hổ đó rồi. Con hổ này cũng giỏi đánh người thiệt á nha. Ngươi là người hay hổ vậy? Chú Thọ. Ngươi là ai vậy? Trời ơi, là tôi nè. Ê, đi cô nương. Thì ra cô diễn vai con hổ đó hả? Có đau không vậy? Không đau. Ê, không phải là cô đã về Dương Châu sao? Tại sao lại chạy đến gánh hát kiếm cơm vậy? Trời ơi, không phải đâu. Gặp được hai người thì tốt quá. Lây quay cả ngày đói muốn chết luôn nè. Mời tôi ăn một bữa đi. Được thôi. Cầm lấy. Đi bên này nè. Tiểu thư, nghỉ một lát, uống canh sâm rồi dẫn tiếp ha. Ta không uống, ra ngoài. Dạ. Đợi một chút. Dạ. Nè, rõ ràng ngươi nhìn thấy ta đang nổi giận, ngươi bị câm hả? Ngươi không biết nói lời hay nào cho ta nghe sao? Dạ tiểu thư. Cô hít thở sâu vài cái, điều hòa nhịp thở, giống như nô tỳ vậy nè. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đang hấp hối đó hả? Sau đó ý ném thêm vài cái tách trà nữa đi tiểu thư. Còn gì nữa? Dạ còn ngươi lại quên sao? Ngày thường ta dạy ngươi thế nào? Ê, nô tỳ nghĩ ra rồi. Cô có thể suy nghĩ sau này trở thành hoàng hậu, cái ngày ngồi lên cái ghế hoàng hậu đó. Đầu óc chậm chạp, lần nào cũng bắt ta nhắc nhở ngươi. Tiểu thư à, lần sau nô tỳ sẽ không quên đâu, đảm bảo không sót một chữ nào. Tiểu thư à, bây giờ uống miếng canh sâm nha. Ta không còn lòng dạ nào mà uống. Cũng tại cái con nhỏ đê tiện đó làm ta mất mặt trên sân khấu. Ngươi hãy nghĩ cách cho ta để ta trút cơn giận này. Dạ. Ôi chưa, còn chưa có đụng vào mà. Đúng là chỉ có nữ nhi và tiểu nhân là khó nuôi thôi. Quỳnh nói cái gì? Ê, không phải tôi nói mấy cô đâu, tôi nói Lâm cô nương đó. Cô nghĩ coi, cả Thiên Thiên cô nương cũng đánh không lại cổ. Lâm cô nương đúng là quá dữ dằn rồi. Dữ dằn cái gì? Quỳnh nghĩ tôi thực sự đánh không nổi cổ sao? Tôi chỉ nể mặt da của cổ, nhưng cổ 3 phần giữ lại 7 phần. Được rồi, những gì Thiên Thiên cô nương nói tôi rất tin tưởng, không có nghi ngờ. Trước giờ hiếm khi cô bị người ta bắt nạt, nhưng lần này cô lại chịu thiệt thòi lớn tới như vậy. Trời ơi, không phải là thiệt thòi gì, chỉ tại tôi buộc phải kiêng dè nên đánh chưa có đã. Ôi, trời ơi, cô chỉ biết gây rắc rối cho tôi thôi, đã nói là giảng hòa với người ta rồi, bây giờ lại nóng nảy ra tay như vậy. Nếu như đồn đến tai của Lâm đại học sĩ, người ta sẽ nghĩ chúng ta không có gia giáo đó, nhà họ Tần chúng tôi sẽ rất mất mặt. Ê, không có đâu, là con gái ông ấy đối lý, chắc ông ấy sẽ không có trách muội đâu. Trời ơi, người ta là đại tiểu thư, còn cô là cái gì chứ? Cô không thể nhịn một chút hay sao hả? Tỷ à, muội đang nói nhỏ nhẹ với cổ rồi, từ ngày lọt lòng mẹ đến giờ muội cũng chưa từng phải chịu đựng đến như vậy. Mọi người có nhìn thấy không? Có nhìn thấy hay không? Muội nhìn đến nỗi cái cổ cũng dày ra, có nhìn thấy không? Có vẻ dày ra thật đó. Thiên Thiên cô nương, tại hạ không thấy sót cho cái cổ của cô, nhưng mà về sự an toàn của Tần Thế Bá chúng ta cũng phải ráng chịu. Có câu là người ở dưới mái nhà không thể không cúi đầu, được người ta ban ơn không thể nói xấu người ta. Chúng ta nhờ người ta phải phục tùng người ta, chỉ có thể để cái cổ chịu thiệt một chút thôi. Trời ơi, đủ rồi, Quỳnh nói nhiều như vậy với cô ấy để làm cái gì? Thiên Thiên, tôi khuyên cô mau đi xin lỗi người ta đi. Cái gì? Còn bắt muội xin lỗi hả? Phải đó.
Ê, yên tâm đi, ta không phải cố ý đâu. Yên tâm đi, ta không cố ý mà. Yên tâm đi đi, mong ngươi có thể tha thứ cho ta. Làm ơn làm phước, đừng có đến đây gây phiền phức cho nhà của ta nữa. Làm ơn đừng đến gây phiền phức nữa. Làm ơn đi. Làm ơn đừng gây phiền phức. Xin lỗi, xin lỗi, làm bà hoảng sợ rồi. Cô không nói tiếng nào ra đứng đây. Đứng ở đây làm cái gì? Con không muốn làm phiền đến bà. Các người cần cái gì thì trực tiếp nói với người hầu được rồi, không cần đến tìm ta. Con không phải đến tìm bà. Kỳ lạ, vậy cô đứng ở đây làm gì? Con đi ngang qua rồi tò mò đi coi thử thôi. Đúng là khó hiểu mà. Có gì hay ho chứ, tò mò cũng sai hả? Sao rồi, sao rồi? Ngươi đã nghĩ ra chưa? Vừa rồi nô tỳ đã nói rất nhiều nhưng mà tiểu thư cũng không thích. Ngươi chỉ nói được chuyện nhỏ như hạt đậu không có thấm vào đâu, trả thù làm sao được? Như vậy làm sao ta trút được cơn giận? Tiểu thư muốn kế độc ác một chút hả? Trời ơi, cũng không phải là rất độc ác, chỉ làm cho nó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vậy còn không phải độc sao? Ngươi bớt vài lời có được không? Mau suy nghĩ đi. Dạ dạ dạ. Nè, ta làm cho con đê tiện đó bị đau bụng ngươi nghĩ sao? Tiểu thư muốn bỏ thuốc hả? Trời ơi, ta bỏ thuốc một lần, cô ta chỉ đau một lần thôi. Như vậy thì quá dễ dãi. Vậy ý của tiểu thư là... Ta hả? Ta bắt nó ngày nào cũng đau một lần. Đau suốt cả đời. Thật sự có loại thuốc này sao? Không phải là thuốc, là bùa. Bùa? Ừ. Dưới chân núi Tây, có một bà mo già chuyên đánh tiểu nhân giùm người ta. Ta phải đến mua lá bùa độc dán trên người của con nhỏ Thiên Thiên. Ta phải cho nó nhận bài học đích đáng. Tiểu thư cũng tin như vậy sẽ trừng trị được cô ta sao? Dĩ nhiên rồi. Nếu không tại sao lại có nhiều người đến mua? Quyết định vậy đi, phải cho cô ta đau chết luôn. Độc ác thật, còn bắt mình phải xin lỗi nữa. Đừng có mơ. Phu nhân à, bà nói cái gì vậy? Tôi đang hỏi tổng ở đâu có kỹ viện. Thì ở đâu cũng có mà. Tiếp khách nhiều nhất, khách ghé vào đông nhất là ở đâu? Có lẽ là... tôi nhớ trong bài thơ cổ có một câu nói: Yên qua Tam Nguyệt hạ Dương Châu. Có lẽ là ở Dương Châu đó. Được, đem đứa nhỏ xui xẻo này đến Dương Châu đi. Gửi cho một kỹ nữ nào đó nuôi nó lớn. Phu nhân à, đừng làm vậy mà. Phu nhân à, tại sao bà phải làm như vậy? Trương Quý Phi đó đã cướp đi đứa con trai cưng của tôi trắng trợn như vậy. Tôi thấp cổ bé họng, không dám đắc tội bà ta. Nhưng mà ít ra tôi có thể đối phó với con ruột của bà ta. Bà ta bất nhân với tôi thì tôi bất nghĩa với bà ta. Phu nhân, bà, tôi phải bắt đứa nhỏ xui xẻo này nếm đủ tình cảnh bi thảm nhất của đời người, để tất cả bọn đàn ông ở trên đời này đều đến gia đạp nó. Trời ơi, bà lại sao nữa? Không hiểu gần đây bị sao nữa. Tôi cứ mơ thấy chuyện trước đây hoài. Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ. Bà đừng suy nghĩ lung tung thì sẽ không sao đâu. Có khi nào trong nhà chúng ta không sạch sẽ không? Ây trời ơi, đầu óc của bà không sạch sẽ thì có. Ngủ đi, nhưng tôi ngủ giùm tôi đi. Đã cúng thổ địa công công 3 ngày rồi. Tại ngủ sao? Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Cũng tại ông hết. À, ông rước những hạng người không đâu vào nhà ở. Sau khi họ vào cái nhà này, tôi luôn cảm thấy chuyện gì cũng không suôn sẻ, cái gì cũng không ổn hết. Cách nghĩ này của bà quá hoang đường rồi. Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau đâu, hả? Là trong đầu của bà có vấn đề, tại sao đổ lỗi cho người ta như vậy? Nói tóm lại, tôi cảm thấy cả người trên dưới rất khó chịu. Đặc biệt là khi nhìn thấy con ranh Thiên Thiên đó, càng làm cho tôi không thoải mái. Cô gái tên Thiên Thiên đó tuy là hơi thô lỗ một chút,
nhưng mà tính tình rất thẳng thắn, cũng rất đáng yêu. Bà đừng có thành kiến với người ta như vậy. Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ ngủ đi. Nè, ông à, ông nghĩ đứa bé sẽ trở thành như thế nào? Đứa bé lớn lên ở cái nơi đó có thể trở thành như thế nào? Sao vậy? Có phải trong lòng bà cũng thấy bất an, rồi có phải không? Thời gian gần đây, tôi hay mơ thấy nó. Có khi nào nó trở về tìm tôi trả thù không? Được rồi. Ngủ đi. Ha, ngủ. Mau lên. Không có được nói ra nghe chưa? Phải hứa với ta đó. Giữ bí mật nghe. Được lắm. Độc ác vậy sao? Muốn hại tôi chết, tôi sẽ cho cô biết tay. Muốn làm hoàng hậu cũng không được. Ở đây nè. Lâm đại học sĩ. Thư tài anh nhà ngồi. Dạ. Cô Thái Thanh ngồi đi. Sao hả? Mọi người ở đây có thấy quen hay không? Dạ rất là tốt. Được Lâm đại học sĩ giúp đỡ, con biết ơn nhiều lắm. Thật ra tình hình của cha con thời gian này không biết là như thế nào. Tụi con lại không dò la được gì. Xin hỏi Lâm đại học sĩ có tin tức gì của cha con hay không? Theo lão phu được biết, Tần tri phủ còn bị nhốt trong đại lao, còn chưa xét xử. Hơn nữa trong đó cũng không bị ngược đãi gì. Cha con không bị hành hạ thì tụi con yên tâm nhiều rồi. Tần thế bá đều đối xử khác với trước đây cũng nhờ công sức của Lâm đại học sĩ. Có lẽ vụ án này thông qua hoàng thượng cho nên hình bộ không dám vô lễ đâu. Cô Thái Thanh à, cô cứ yên tâm ở lại đây chờ kết quả xét xử của cha mình đi nghe. Lâm đại học sĩ, ông đúng là một người tốt. Tụi con có làm gì không đúng với lễ nghĩa, mong ông rộng lượng bỏ qua. Dạ phải. Cô Thái Thanh không cần phải câu nệ như vậy, cứ coi như đây là nhà của mình hả? Lão phu hơi mệt, hai người cứ ngồi đây chơi đi, lão phu về phòng nghỉ ngơi. Thư Tài nè. Hả? Con qua đây, ta có chuyện muốn nói với con đó. Thư Tài à. Dạ. Ta đi thẳng vào vấn đề luôn, con đừng ngại đâu nghe. Thế bá có gì căn dặn? Ấn tượng còn đối với Giai Dung thật ra như thế nào vậy? Thế bá hỏi như vậy tức là ý của ta là nếu như con thích Giai Dung con gái của ta rồi thì hai đứa có thể gặp nhau nói chuyện nhiều một chút để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Hiện giờ Giai Dung nó vẫn chưa có người ở trong lòng hả? Con có hiểu ý của ta không? Dạ con hiểu. Ý của Thế Bá là muốn nhờ con tìm một người vừa ý cho Gia Dung cô nương. Trời ơi đâu phải đâu. Ta muốn con làm người đó của nó. Con làm người yêu của cổ hả? Đúng rồi. Dạ phải rồi. Trời ơi Thư Tài. Dạ. Con hưng phấn quá mức đó nghe. Con ta đã nói chuyện này cho con biết rồi. Tự con muốn làm sao thì cứ nhắm mà làm. Ta sẽ không trách con thất lễ đâu. Thế Bá. Chuyện này làm sao đây? Trời Thư Tài, Lâm đại học sĩ nói gì với huynh vậy? Thế bá, trời ơi, tôi cũng không biết tôi đã đắc tội gì với Lâm đại học sĩ. Ông ấy muốn dài dò tôi. Hả? Dài dò huynh? Ừ. Vậy nghĩa là sao chứ? Ông ấy muốn tôi và Lâm đại tiểu thư
đến với nhau, muốn tôi làm người yêu của cổ đó. Cô còn cười nữa, tay này tôi xui tặng mạng rồi. Nè, thưa tài huynh, huynh có số đào hoa rồi, hiếm khi được Lâm đại học sĩ ngưỡng mộ huynh như vậy. Huynh đó, cứ can đảm theo đuổi Lâm đại tiểu thư đi. Tôi Lâm đại tiểu thư này hung dữ còn hơn là con chó của cổ nữa, làm vậy có khác nào là bắt tôi chết đi chứ. Thế thành cô nương, sao cô có thể dầu đổ bìm leo chứ. Có thể trở thành con rể quyền quý của Lâm đại học sĩ, cứ chết cũng đáng mà. Nói vậy là sai rồi. Sử thư tài tôi cũng là người có ăn học mà, cũng biết đạo lý của thánh hiền đó. Có câu rằng học vạn quyển sách đi vạn dặm đường, hay là câu chim nhạn không biết ý chí hải âu, hay là câu lòng không thể đến nhưng lòng hướng về. Làm sao lại tham cái danh con rể của Lâm đại học sĩ được chứ. Nè thư tài, huynh nói thật với tôi đi, thật ra huynh thích hay là không thích vậy? Ê Thái Thanh cô nương, cô hỏi như vậy tức là làm nhục tôi đó nghe. Trái tim của tôi đã dành cho Thái Thanh cô nương từ lâu rồi. Hơn nữa tình này có trời đất chứng giám, tôi nhất định sẽ không thay lòng đâu. Nè, tôi chỉ hỏi cho biết thôi mà, sao huynh lại kéo tôi vào cuộc chứ? Ê, tôi biết lâu nay Thái Thanh cô nương rất là từ tốn, tôi hiểu mà. Huynh thì hiểu cái gì chứ? Tôi nè, trời. Nè, đầu heo, tôi mời huynh. Đặc biệt huynh là đàn ông đổi trời đạp đất, phải uống nhiều một chút nha, nè. Trời ơi, sao không uống chứ? Khả năng uống rượu của tôi kém lắm, tôi chịu không có nổi đâu. Trời ơi, chịu hết nổi uống say rồi, cùng lắm là ngủ một giấc thôi. Nè, uống đi, uống. Vậy mới ngoan chứ. Ngoan. Đủ rồi Thiên, cô làm cái trò gì vậy? Cả ngày không thấy cô, vừa gặp cô lại uống nhiều rượu như vậy rồi. Tôi không giống như cô đâu, uống rượu rất dở. Trời ơi, trong thời gian này buồn chán lắm. Bộ hy vọng trong thời gian này mọi người vui vẻ một chút. Phải rồi tiểu thơ, thời gian qua cô vì chuyện của lão gia cũng lâu rồi cô không có vui. Thôi thì tối nay uống say một bữa đi. Phải, đủ nhi rất mau mắn. Nè, tỷ tỷ mời mụi uống. Ê, tỷ tỷ, mụi cũng mời tỷ luôn. Nè, rượu thì có thể uống, nhưng mà cô không được gọi tôi là tỷ tỷ. Tiểu thơ, vui vẻ mà, buồn có hại lắm đó. Hôm nay có rượu hôm nay sai, ngày mai thì phải làm sao? Trời ơi, đây chính là điểm khác nhau giữa muội và tỷ. Muội á hả, hôm nay có rượu, hôm nay sai. Còn tỷ, không biết gì là vui vẻ thoải mái, cả lúc ngủ cũng trao mày lại. Tỷ nghĩ như vậy sẽ cứu được cha sao? Cô đừng dạy khôn tôi. Được, không nói nữa. Đầu heo. Tiểu thơ. Ta đâm cho ngươi chết. Tiểu thơ, cổ vào nhà xí rồi. Được, ta phải đích thân đến lấy mạng cô ta. Cho người đau chết luôn. Đồ độc ác. Nè, tôi nhịn cô, ngược lại cô còn hại tôi đó. Vô lương tâm. Chữa tôi đi. Trứng gì đánh tôi đi. Hạng người như cô mà muốn làm hoàng hậu hả? Làm hoàng hậu rồi nhất định sẽ hại chết rất nhiều dân lành. Hôm nay thì tôi sẽ phế hoàng hậu như cô. Coi ngày mai cô còn dám giác mặt đi gặp hoàng thượng hay không? Ơ trời. Trời. Mập thật đó. Heo mập thúi. Xích vô đi.
Ý, đáng ghét. Người còn đáng ghét hơn. Tướng xấu, tướng người còn xấu hơn. Vậy là hợp rồi. Đồ heo, lần này lại cho quên rồi đó nha. Tạm biệt. Tin tức kinh hoàng. Thiên Thiên tiểu thư, sáng sớm ra có tin tức kinh hoàng gì? Dây Dung tiểu thư đã mê mẩn thư tài rồi. Cô đừng có ăn nói bừa bãi, mê thế nào chứ? Cô đâu có ăn nói bừa bãi. Tối hôm qua Dây Dung tiểu thư đã ngủ chung giường với lại thư tài rồi. Trời ơi, thật sự khó coi lắm. Có chuyện này sao? Nè, cô đừng có ăn nói bậy bạ. Con không có ăn nói bậy bạ. Ông bà không tin á thì mau đi coi thử đi. Trời ơi, bảo đảm ông bà mở rộng tầm mắt. Trời ơi. Trời ơi, mà đi mau. Đi. Trời ơi, thật quá đáng mà. Tên, xin mời. Hả? Trời ơi, mẹ ơi. Gia Dung. Ê, trời ơi, như vậy làm sao đánh thức được chứ? Nè, tạt nước mới tỉnh được. Trời ơi, sao mưa lớn quá vậy? Lâm phu nhân. Tại sao ngươi nằm trên giường của ta? Đến xem tường hả? Đây là giường của tôi mà. Ngươi nói bậy. Gia Dung, đủ rồi, sai đã sai rồi. Đây rõ ràng là giường của người ta. Con đừng có ngang ngược làm khó Sử Hiền Điệt nữa. Tại sao lại như vậy? Đây là sự thật đó. Không phải đâu. Thông thả nha. Gia Dung. Ơi, Gia Dung. Hiền Điệt à? Dạ. Lão Phu từng nói Lão Phu sẽ không làm khó con đâu hả? Thế bá hiểu lầm con rồi. Con thật sự không có làm gì hết đó. Hả? Nói như vậy là Gia Dung. Ây trời ơi, nghĩ không thông. Đây thật sự chỉ là con gái và tiểu nhân là khó nuôi. Sử thư tài, tôi biết trong đầu huynh đang tính toán điều gì. Hôm qua huynh còn bao qua khoác lác với tôi, nhưng bây giờ huynh lại. Thái thanh cô nương, thật sự là tôi không có làm gì hết mà. Sử công tử, người xưa nói bắt trộm bắt quả tang, bắt gian bắt tại giường. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có. Cậu ăn nói sao với tiểu thư nhà tôi? Nụ Nhi, cả cô cũng không tin tôi sao? Trước giờ tôi đều giữ mình như ngọc đó. Nụ Nhi mặc kệ hắn, chúng ta đi. Ê, Thái Thành cô nương. Đầu heo à, không cần gấp đâu. Chuyện này cứ để tôi lo cho. Tôi bảo đảm mọi chuyện trong sạch hết. Khó lắm đó. Tôi nghĩ cũng khó đó. Trời ơi, Gia Dung ơi, con đừng làm vậy mà, Gia Dung. Trời ơi. Nè, khóc. Bây giờ khóc thì có ích gì? Thật ra con và người ta làm sao rồi? Con đã nói 100 lần rồi. Con không có. Tức là không có. Tôi nghĩ chọn một ngày lành bái đường thành thân cho rồi. Bái cái đầu của ông đó. Ông thật sự muốn gả Gia Dung đi sao? Vấn đề ở đây là chuyện này nếu đồn ra ngoài sẽ làm Lâm phủ chúng ta mất mặt hết. Ông không đồn, tôi không đồn, vậy ai đồn? Còn bọn họ? Bọn trẻ thì không sao đâu. Về phía Hiền Điệt chỉ cần tôi nói một câu, nó sẽ không đồn ra ngoài. Vấn đề là vẫn là câu nói đó. Trong cung kẻ dối người lừa, Gia Dung mà. Trời ơi, tại sao con nhất quyết phải làm hoàng hậu làm cái dây? Trời ơi, con mặc kệ, con chỉ muốn làm hoàng hậu. Con vẫn cứ muốn làm hoàng hậu thôi à. Trời ơi, con muốn làm hoàng hậu, nhưng mà bản thân con lại không ý tứ, làm sao mà làm? Mẹ à, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà ai tin con chứ?
Bây giờ sự việc ra nông nổi này, chỉ xin chuyện này đừng đồn ra ngoài là được rồi. Hả? Không lẽ bùa độc của mình đã làm sai rồi sao? Thiên Thiên à, Thiên Thiên, đại tiểu thư gọi tôi hả? Sao lại gọi thân mật dữ vậy? Thiên Thiên à, sau này cô có còn cơ hội vào cung lần nữa không? À, tôi biết rồi. Chuyện cô ngủ với đầu heo tôi không có nói với Thái hậu nương nương đâu. À, vậy thật lòng cảm ơn cô. Nhưng mà phải coi tâm trạng của tôi tốt hay không. Nếu như tâm trạng của tôi không được tốt, tôi không dám bảo đảm tôi sẽ không lỡ lời đâu. Vậy tức là không có nể mặt tôi rồi. Trời ơi, đại tiểu thư xin tôi nể mặt đó hả? Tôi có nghe lầm không vậy? Được rồi, được rồi. Vậy thì xin đi, xin đi, xin đi, xin đi. Nè, cô đừng đắc ý quá nha. Cô tưởng tôi cầu xin cô thật sao? Đừng có nằm mơ. Trời ơi, cô là đại tiểu thư, sao ăn nói còn thô lỗ hơn tôi vậy? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám nói một chữ nào, tôi sẽ xé cái miệng của cô ra đó. Muốn hù dọa tôi hả? Cô dẹp đi. Trò gì chứ? Xin lỗi. Xin lỗi phu nhân. Không sao. Nè, tiểu cô nương. Dạ. Lâu nay tôi muốn hỏi cô sanh ra ở đâu vậy? Ở Dương Châu. Nơi nào của Dương Châu? Bánh qua lâu. Tủ lâu hả? Là lầu xanh đó. Lầu xanh? Có gì mà ngạc nhiên. Nghe đến lầu xanh có gì phải lấy làm lạ chứ. Cô có cha mẹ không vậy? Đương nhiên là có rồi. Điều tra hộ tịch xong, giống như xét xử tội phạm vậy. Mắc gì tôi phải nói nhiều với bà chứ. Vậy cô có phải là con ruột của cha mẹ cô không? Làm phu nhân, bà hỏi như vậy làm sao? Không phải con ruột cha mẹ con, không lẽ là sanh lén sao? Không, ý của tôi là... Xin lỗi nha, con còn có chuyện đi đây, tạm biệt. Hình như phải, lại hình như không phải. Nhưng mà mình hỏi cha mẹ ruột của nó, lại cố tình né tránh. Bồ Tát, đại từ đại bi tha thứ cho tín nữ. Trước đây tín nữ thật sự quá nóng giận nên mới làm chuyện dại dột như vậy. Tín nữ biết trả thù bằng thủ đoạn như vậy có hơi tàn nhẫn một chút, cũng không công bằng đối với một đứa bé. Mười mấy năm nay, tín nữ cũng luôn canh cánh trong lòng. Nếu như đứa bé đó may mắn không chết trở thành kỹ nữ, xin Bồ Tát phù hộ cho nó gặp được kẻ khờ ở chốn mua vui, sớm chuộc thân hoàn lương. Nếu như không may nó chết, thì xin Bồ Tát phù hộ cho nó đầu thai vô gia đình tốt. Bồ Tát, sau khi nó đầu thai, liệu có đến tìm con trả thù không? Tín nữ luôn cảm thấy cô gái tên Thiên Thiên đó có vẻ rất kỳ lạ. Có khi nào, không lẽ là... Nè! Không lẽ cô ta là... Nè, tỉnh lại đi. Bà gặp ma hả? Tỉnh lại đi. Đại phu à, bà ấy bệnh gì vậy? Không có bệnh. Không có bệnh? Hả? Vậy tức là... Lâm phu nhân ngủ nổi bình hòa, mạch đều khí thuận, tại hạ không tìm ra được bệnh gì. Đại phu, gần đây bà ấy ăn uống không có được ngon, mà suốt ngày cứ bàng hoàng. Để tôi kê một thang thuốc uống thử coi sao. Được, mời.
ở đây làm gì vậy? Đây là phòng riêng của mẹ tôi mà, mấy người có thể tùy tiện vào sao? Gia Dung, không được vô lễ. Kẻ vô lễ là bọn họ. Cút hết cho ta. Cút đi cho ta. Cô làm gì vậy? Nè, chúng tôi chỉ có lòng tốt thôi. Gia Dung, đến nhà là khách. Đây cũng cho là khách gì chứ, vừa nghèo nàn lại không được dạy dỗ nữa. Nè, cô nói cái gì vậy hả? Thiên Thiên, đi. Thứ tài. Ê trời ơi, con đó. Đại nhân, đây là đơn thuốc. Được. Được. Lai Phúc, dạ, mau đi bốc thuốc đi. Lão già, qua đây. Đại phu ngồi lát nha. Có lão chuyện già, gì? Phu nhân đâu có bệnh, tại sao lại... Hả? Nhưng mà phu nhân, theo nô tài thấy, tốt nhất là mời một đạo sĩ về nhà làm phép đi. Tại sao vậy? Lão già, nô tài thấy phu nhân không phải bị bệnh mà là trúng tà. Nhảm nhí! Thính địa thanh nhược nguyệt thanh, ở trả thực ta, mau quay về, na 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 mi hun, mau quay về. Bà già nói kìa, chúng ta thật sự sao mà nói vậy? Thôi đừng ba. Trời ơi, tôi thấy làm phụ nhân sai nơi niệm Phật, không lẽ là mất quá nhiều sức tẩu quả nhập ma rồi? Ê, niệm Phật làm sao tẩu quả nhập ma được chứ? Trời ơi, khó nói lắm đó nghe. Nè, lần này đầu heo nói cũng có lý đó. Thì mới đây đó, phụ thấy bà già này đang niệm kinh, phụ tò mò bước vào coi sao. Trước cùng bà ấy trợn mắt, rồi ngất xỉu luôn à. Thật sao? Tôi nghĩ nơi này không nên nán lại lâu. Lâm đại tiểu thư lúc nóng lúc lạnh, Lâm đại phu nhân lúc chánh lúc tà khó mà đề phòng, thêm vào đó là con chó lớn nữa. Tôi nghĩ chỉ bằng chúng ta hãy... Trời ơi, tôi cũng không muốn anh nhờ ở đậu đâu, nhưng mà vụ án cha tôi cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì hết. Tôi còn phải đợi ý chỉ của hoàng thượng. Hiệu quả làm gì của ông vua mới này thật sự quá kém rồi. Đánh cháu thế nào, bỏ trốn thế nào, có đồng bọn hay không, tôi hãy thật thà thẳng thắn khai nhận với bổn quan. Bỏ trốn không phải điều lão phu muốn, mọi chuyện lão phu đều không hay biết gì hết. Ngươi còn dám ngoan cố? Người đâu? Dạ, dạ. Đánh 20 roi thật nặng. Dạ. Dừng tay. Khẩu dụ hoàng thượng. Vạn tuế. Vụ án Tần Trung Ngọc, chứng cứ tham ô chưa rõ ràng. Khi chưa được làm rõ, không được tự tiện đánh đập, không được kết tội sơ sài. Kẻ làm trái coi như đại bất kính. Khâm thử. Thần xin tiếp chỉ. Ê trời ơi, tin vui đây. Tin vui gì vậy? Có phải là bệnh của Lâm phu nhân đã khá hơn rồi không? Tin vui mà lão phu nói là hoàng thượng đã ân chuẩn. Nếu vụ án tham ô của Tần Tri Phủ thực sự bị người ta vu khống, tìm được chứng cứ chứng minh Tần Tri Phủ trong sạch, xử lại vụ án quan chỉ trong nay mai. Hay quá, rồi. Hay quá. Cuối cùng ông vua mới cũng có mắt rồi. Chẳng lẽ có thể cứu được lão gia rồi. Đúng. Nhưng mà tốt thì tốt, có điều chúng ta biết đi đâu tìm chứng cứ, tìm chứng cứ này chứ. Trời ơi, đầu heo ơi. Hả? Cha tôi bị bắt quả tang ở Dương Châu, đương nhiên là về Dương Châu tìm rồi. Thiên Thiên cô nương nói rất đúng, chuyện xảy ra ở tàu dẫn Dương Châu thì phải đến tàu dẫn. Dạ. Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Ấy, được đó, mụi rất nhớ các bà mẹ của mụi. Lâm đại học sĩ, cha con được cứu cũng nhờ Lâm đại học sĩ giúp đỡ. Thái Thanh xin tạ ơn. Tạ ơn. Tần Tri Phủ rửa sạch nỗi oan, lão phu cũng cảm thấy an ủi mà. Thế bá, vậy tụi con xin phép cáo từ. Thưa tài, lão phu không nỡ để con đi đó. Chúng ta còn có ngày gặp lại mà. Nè,
cẩn thận nha. Ê, ê coi chừng đó. Cẩn thận nha tiểu thư. Hôm nay trời nóng quá. Trời ơi, sao lúc nào huynh cũng hù người ta vậy? Bộ muốn nhắc chết người ta hả? Mọi người không chào hỏi một tiếng thì vội vàng về Dương Châu, không nhắc mọi người thì nhắc ai đây? Chú công tử, huynh đi lại không ai hay biết, chúng tôi không thể nào vào cung tìm huynh, sao tạm biệt chứ huynh được? Xin công tử lượng thứ. Chúng tôi phải trở về Dương Châu, hẹn gặp lại. Trời ơi, tôi biết là mọi người phải về Dương Châu tìm chứng cứ chứ gì. Ý, tìm chứng cứ là ý chỉ của hoàng thượng. Chú công tử, huynh cũng biết sao? Cô đừng quên là tôi rất thân với hoàng thượng. Ê, đi chung đi, tiện đường tôi tiễn mọi người một đoạn đi. Thiếu gia, thiếu gia. Cái gì? Tôi có chuyện gấp không tiễn mọi người nữa, xin cáo từ nha. Sao con người này kỳ lạ quá vậy? Nói đến là đến, nói đi là đi. Thái thành cô nương, người ta đã đi xa rồi còn nhìn cái gì nữa. Trời ơi, được rồi, đi thôi đi thôi. Hoàng thượng giá đâu? Bích Thân. Thần Nhi xin thỉnh an mẫu hậu. Hoàng Nhi về rồi sao? Mẫu hậu, sao người đến nói mẫu hậu bệnh nặng? Tại sao? Ai già không nói như vậy? Liệu con có về cung hay không? Trời ơi, mẫu hậu gọi Nhi thần về gấp như vậy, thật ra là có chuyện gì vậy? Ai gia đang chọn ngày, đợi ngày mai Gia Dung đến trao đổi ý kiến coi sao. Cho nên phải cho Hoàng Nhi biết trước, ngày mai Hoàng Nhi không được đi đâu hết. Chọn ngày gì chứ? Còn làm bộ cái gì nữa? Ngày vui với Gia Dung chứ sao? Ê, trời ơi, mẫu hậu quá gấp rồi đó. Sớm lọt cưới xin, sớm hoàn thành mong mỏi của ai gia đi. Mẫu hậu, Nhi thần còn trẻ mà. Được rồi, được rồi, đừng có lưỡng lự nữa, ngày mai rồi hãy nói. Ê, trời ơi, làm sao đây, làm sao đây? Đừng có đi theo trẫm hoài, mau nghĩ cách gì đi. Dạ tôi ra chuyện chuyện. Dạ tôi gia, chuyện này nô tài cũng không nghĩ ra được cách gì hết trơn à. Trời ơi, sao mà ngươi khờ quá vậy? Không lẽ ngươi chưa từng có kinh nghiệm bị ép hôn hay sao? Hả? Dạ tôi gia, nô tài có muốn nhưng mà... Phải. Trời ơi, trẫm bị lú lẫn luôn rồi. Làm sao mà ngươi có kinh nghiệm bị ép hôn được chứ? Trời ơi, khổ quá. Trời ơi, làm sao đây? Dạ tôi gia, dạ làm tôi sao gia đi? Nô tài nghĩ người hãy tương kế tự kế luôn đi. Ổn láo. Nói sao đi nữa, trẫm cũng là hoàng thượng, cũng là vua của một nước, làm sao lại để người ta sắp đặt như vậy được? Dạ phải, nô tài nói sai rồi, nô tài đáng chết. Huống chi á, chó cùng cũng biết dứt dậu. Bây giờ sự lựa chọn duy nhất không, là không. Dạ tôi gia, người là hoàng thượng tuyệt đối không thể so sánh với chó được đâu. Trời ơi, nếu trẫm là chó thì trẫm đã được tự do rồi. Phải rồi. Hả? Bây giờ sự lựa chọn duy nhất chính là... Dạ tôi gia, là ý gì vậy? Hy sinh ngươi đó. Hả? Hoàng thái hậu giá đau. Cái gì? Hoàng thượng trốn rồi à? Dạ phải. Cả bác quán công công cũng bị hoàng thượng trói lại. Cởi trói cho hắn trước đi. Thái hậu, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Tại sao ngươi lại để cho hoàng thượng trốn mất? Bẩm thái hậu, tối hôm qua nô tài ở ngự thư phòng hầu hạ hoàng thượng, đột nhiên hoàng thượng đánh nô tài ngất xỉu luôn. Đợi lúc nô tài tỉnh lại thì mới biết là mình bị trói như vậy nè. Sau đó lại nghe nói hoàng thượng bỏ trốn. Tiếp theo đó thì chuyện gì nô tài cũng không biết đâu. Hoàng Nhi to gan, nó muốn tránh chuyện cưới xin mà, càng lúc càng không coi ai gia ra gì. Thái hậu bất giận, thái hậu bất giận. Tên cẩu nô tài vô dụng, hãy mau tìm hoàng thượng về đây. Dạ, nô tài sẽ làm ngay. Đại thúc à, cho con gái đi. Tự nhiên Tiểu thư, Đồng Nhi con không? Cô ăn một miếng trứng rồi. Ủa, Thiên Thiên. Đồ cám ghét không biết được hả? Cô vậy, là cô hả? Đi đi. Đi thôi Nụ Nhi.
Ngọc sát ra đi thêm một chút đi. Thiên Thiên. Về rồi á. Nè anh đi rồi không gặp. Nghe ủng hộ Tô Mì nghe. Đại Thúc. Thiên Thiên. Đậu Nhi. Đại Thúc. Dìu tới đây. Nhảy cho Dìu cô. Thiên Thiên sắp có tốt. Thiên Thiên. Thiên à. Khỏe không? Dạ tốt. Đi nhanh lên đi. Ủa? Đầu heo đâu rồi? Hả? Cứ trời ơi. Cứ trời ơi. Cứ trời ơi. Quỳnh làm cái gì vậy? Cứ trời ơi. Đúng rồi, cậu làm sao chết nữa? Tôi đi hết nổi rồi. Đi hết nổi? Vậy Quỳnh nằm ở đây để làm gì? Không phải là tôi muốn nằm ở đây đâu, mà là không cẩn thận nằm ở đây đó. Nói một cách chính xác hơn đó là tôi ngất xỉu. Được rồi, vô dụng gì. Tôi khát nước quá à. Chúng ta đi đi. Có thể cho tôi cắn một miếng không? Hả? Được chứ. Ăn đi. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Ăn cho tôi đi. Nè. Mau. Trà ô long ở tiệm này đó nha, cực kỳ nổi tiếng. Uống vào vừa ngọt vừa thơm vừa thanh. Uống đi, uống đi, uống đi. Nhà của cha tôi đã bị tịch thu rồi, bây giờ cả chỗ ở cũng không có nữa. Ê, chúng ta có thể đến quán trọ để ở mà, hả? Lộ phí của chúng ta không nhiều, có thể ở được bao lâu? Thì... Trời ơi, không sao đâu. Mọi người có thể ở Bách Qua Lâu mà. Bách Qua Lâu? Ê, chỉ cần tôi nói với mẹ, muốn ở bao lâu thì tùy mọi người. Không được, không được. Tôi là Thiên Kim tiểu thư, Bách Qua Lâu của cô. Phải đó. Tiểu thư nhà tôi làm sao có thể ở mấy chỗ đó được. Trời ơi, Bách Qua Lâu tuy hơi phức tạp một chút, nhưng mà tôi bảo đảm, khi cần có tôi thì không có ai dám bắt nạt mọi người đâu. Trời ơi, Thiên Thiên cô nương à, cô nói như vậy là không đúng rồi. Cô nói Bách Qua Lâu này tốt xấu không nói, nhưng nó cũng là nơi không được sạch sẽ cho lắm. Hơn nữa, tôi cũng là một thư sinh, chuyện này mà đồn ra ngoài là mất thể diện lắm đó nghe. Quỳnh có tiền ở quán trọ không? Không có. Tỷ tỷ, tỷ có thứ gì để bán hay không? Tôi tiểu thư, cô đừng bao giờ bán nô tỳ nha. Được rồi, như vậy thì được rồi. Phía sau Bách Qua Lâu có vài trái phòng, từ ngày không có ai ở sẽ không có ai quấy rầy mọi người đâu. Hả? Được rồi, đừng có lo, uống trà. Nè, giờ làm gì vậy? Hả? Tìm gì vậy? Nè. Nè, tôi... điền hả? Tất cả đến ra. Rồi, uống trà, uống trà. Uống trà đi, uống trà đi. Uống trà, uống trà. Có nhìn thấy kẻ nào chạy vô đây hay không? Có. Ở đâu? Đó. Đuổi theo. Đúng là đậu heo mà nói cái gì cũng tin hết. Trời dữ quá. Bọn chúng là ai vậy? Phải đó, là ai vậy? Người của Tào Bang. Hả? Tào Bang là cái gì vậy? Là nho gia hay là pháp gia? Quỳnh đầu của Quỳnh đó. Điền ơi, Điền ơi, ra đi, ra đi. Bọn chúng đi rồi. Không sao rồi. Thiên Thiên, cảm ơn mọi người nghe. Nè Điền à, tại sao người Tào Bang lại đuổi giết Quỳnh vậy? Tôi nợ chúng tiền cờ bạc. Ôi. Cảm ơn mọi người, đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Tôi đi trước nha. Tôi đi nghe. Nè,